Xin chào thầy anh em, chào mừng anh em đến kênh review đồng hồ chính hãng của MW Watch. Hôm nay thì giới thiệu với anh em mình một chiếc đồng hồ đến từ dòng sản phẩm Frederique Constant Moonphase. Đây là một dòng sản phẩm có thiết kế rất đẹp và độc đáo của nhà sản xuất này anh em nhé. Chúng ta có chức năng Open Heart, chúng ta có chức năng lịch Moonphase và có cả lịch ngày ở đây nữa cho anh em. Đó, rất là đầy đủ luôn. Thì trước khi đến kỹ hơn với chiếc đồng hồ trong video ngày hôm nay thì rất mong anh em dành một chút thời gian khoảng 1-2 giây thôi, mình nhấn nút đăng ký kênh phía dưới video, ấn quả chuông bên cạnh để khi bên em ra video đồng hồ mới thì YouTube sẽ gửi thông báo cho anh em, từ đó anh em không bỏ lỡ bất kỳ chiếc đồng hồ nào bên em cung cấp nhé. Không muốn điều rằng anh em nữa, chúng ta sẽ kỹ hơn với chiếc FC Moonphase trong video đồng hồ ngày hôm nay. Chiếc Frederique Constant hôm nay cho các bác là một chiếc hàng new full box đầy đủ hộp, sổ thẻ, có phụ kiện đi kèm. Về cái màu sắc thì con này nó có thiết kế cái màu sắc khá là đặc biệt. Đó, có màu sắc nó không phải là màu đen anh em nhé. Thì chiếc này nó giống kiểu là màu xanh tím than nhiều hơn. Nó màu xanh tím than nó sẽ hơi tối màu một chút trong điều kiện ánh sáng hơi yếu như này. Tuy nếu mà ra ngoài ánh sáng chiếu vào thì chúng ta nhìn thấy nó lên cái màu xanh tím than như này anh em nhé. Nó màu sắc nó lên như này này, rất là đẹp đấy. Không phải màu đen. Đấy, phải nói rõ với anh em là như vậy. Thân vỏ làm từ thép không gỉ này, và anh em thấy nó sức đánh bóng hoàn toàn. Thiết kế thân vỏ dạng cơ bét khiến cho phần thân vỏ chúng ta cảm giác mỏng hơn. Bộ dây chúng ta sẽ được làm dây màu xanh, và đây xanh tím than anh em thấy đây, cái màu mặt nó sẽ giống cái màu dây này. Đấy, khóa chúng ta một cái khóa bướm chống gập. Sorry anh em, đây là một chiếc khóa cổ điển với khóa xiên có logo của FC. Đáy sau hở máy để giúp anh em quan sát chuyển động máy bên trong. Chiếc đồng hồ này cầm trên tay thì cảm giác thì nó khá là nhỏ gọn, rất dễ đeo và trọng lượng vừa phải. Đeo trên tay rất là gọn gàng em nhé. Con này size mặt nó chỉ khoảng 40mm thôi, rất dễ đeo. Trọng lượng thì với dây da thì đồng hồ dây da đeo rất là gọn rồi. Và thêm một cái điểm nữa là cái cảm giác khi mà cầm sờ vào cái dây nó sẽ hơi cứng một chút. Đây là cái thiết kế khá là quen thuộc của dòng FC. Dây của họ làm rất đẹp anh em nhé. Tuy nhiên cái phần dây cứng cho nên là anh em cần thời gian để chúng ta đeo nó sẽ ôm tay hơn. Mã sản phẩm của chiếc này thì chúng ta sẽ có mã của em này là FC335MCNBZP VK4P26. Cái mã rất là dài. Đây chúng ta sẽ có heartbeat là chức năng open heart này, moon là moonphase này, date là lịch ngày, anti sốc system là đồng hồ chống sốc tốt, máy automatic, thân vỏ làm thép không gỉ, mức dung nước 6 atm này giống nước 60m và dày da, tích trở chát. Rồi những cái thông tin cơ bản cho anh em nhìn vào cái tác chiếc đồng hồ này. Đến khi hôm thiết kế thì khi mà chúng ta zoom kỹ vào phần mặt của em này chúng ta sẽ thấy là mặt chiếc đồng hồ này nó sẽ được trải vân gulice và đồng hồ sẽ chia làm 3 lòng. Lòng bên ngoài chúng ta sẽ có đánh số từ 1 đến 31 này, thì đây là cái chức năng của lịch ngày. Và anh em nhìn thấy một cái kim hình mũi tên ở đây, nó sẽ chỉ vào cái lịch ngày. Đây là một lịch kim của lịch ngày anh em nhé. Lòng thứ hai là phần cọc số, thì cọc số chiếc đồng hồ này được thiết kế theo dạng cổ điển với cọc số là mã nhỏ gọn, thanh lịch và tinh tế. Đó khiến mặt đồng hồ chúng ta trở nên thanh thoát hơn khá là nhiều. Lòng thứ ba thì chúng ta sẽ chưa các thông tin hiển thị của đồng hồ như là logo Frederique Constant Geneva góc 6 giờ. Ngay dưới logo là chúng ta có lịch Moonphase. Đấy, lịch tuần trang này anh em nhé. Chiếc này có cả lịch âm và lịch dương luôn. Dưới góc 6 giờ này chúng ta vẫn có dòng chữ switch mic quen thuộc của chiếc đồng hồ Thụy Sĩ. Góc 12 giờ là chức năng open heart lộ máy, hay FC họ gọi là chức năng heartbeat. Ở đây chúng ta sẽ có được là kim hiển thị là kim dây thanh mảnh trôi mượt mà trên mặt đồng hồ với tần số động là 28/800 của bộ máy. Kim giờ và kim phút chúng ta sẽ làm dạng kim mắt ngỗng. Đó, chiếc này là tông mặt màu tối và kim cọc số các thứ hiển thị màu trắng, rất dễ nhìn này anh em nhé. Đấy, chiếc đồng hồ thiết kế rất là thanh lịch. Màu sắc kiểu này thì khi mà đeo lên tay thì nó mang đến cái cảm giác rất là sướng, đẹp, bắt mắt, dễ xem giờ. Thiết kế thì anh em thấy này, lịch Moonphase ở đây thì cái lịch Moonphase này thường thì nó hướng đến cái sự khẳng định đẳng cấp nhiều hơn là so với cái việc là hiện tiện ích để xem lịch hàng ngày, mà tiện ích nó sẽ nằm ở cái lịch ngày này. Cái lịch Moonphase này thì thường nó chỉ xuất hiện trên những chiếc đồng hồ cao cấp của hãng nào đấy thôi. Đấy cho nên là khi mà đã xuất hiện ở trên những cái thiết kế của đồng hồ của hãng nào thì đó là một cái con đồng hồ dòng cao của hãng đấy. Đấy, chiếc này thì giá cũng không phải rẻ nếu mà anh em mua tại store đâu nhá. Thiết kế vừa có nét cổ điển như là kim mắt ngỗng như là cọc số La Mã, vừa có nét sang trọng như là cái lịch Moonphase, vừa có nét cá tính như là chức năng open heart, tiện dụng như là lịch ngày. Nói chung là con đồng hồ này có thiết kế cái phần mặt rất là hay. Về thông số kích thước, ở đây chúng ta sẽ có kính sa phên khối chống xước này, anh em hoàn toàn yên tâm trong trình sử dụng này. Viền kính bên ngoài chúng ta sẽ làm dạng kiểu bậc thang và có 2 lớp này, đánh bóng hoàn toàn bộ phần thân vỏ luôn anh em nhé. Chiếc đồng hồ này cảm giác khá là bóng bẩy và sang. Về đây thì chúng ta sẽ có được là cái kích thước của em này nó sẽ rơi vào tầm khoảng, con này thì khoảng 39mm thôi, nhưng mà đo kỹ thì chắc nó khoảng 39,5. Con này khoảng 40mm anh em nhé. Lúc nãy chắc em đo hơi bị lệch, 40 này. Và độ dài mặt số ở chiếc này thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 10,6, 10,5. Và chiều dài càng ở chiếc này thì nó sẽ ở mức là 44,7. Thì với cái thông tin này Thì kích thước như này thì anh em trung bình của tay khoảng tầm 15.5 là anh em có thể đo đạp chiếc FC này. Đó, ví dụ tay của em là 15.8 này. Đó, khi lên tay thì cứ phải gọi là tuyệt vời luôn, rất đẹp nhé. Và nếu như anh em nào mà tay như tay của em đến khoảng tầm 17cm thì anh em đeo chiếc đồ này sẽ rất là lý tưởng đấy. Và cái tông màu này thì rất là dễ đeo thôi. Anh em yêu thích cái thiết kế kiểu này chúng ta có thể đeo được. Nó một thiết kế rất là nhiều những option. Về thân vỏ anh em thấy này, hoàn thiện rất là tốt luôn. Đúng chỉnh có logo của FC, đúng giúp anh em chỉnh giờ, lịch ngày, lịch Moonphase. Và lên có tay đồng hồ chúng ta. Bộ dây thì FC luôn mạnh về hoàn thiện dây. Anh em thấy dây được làm màu xanh tím than và đường chỉ may là màu trắng này, hoàn thiện rất là tốt luôn. Dây cá sấu mắt đốt tre. Đấy, lỗ may, đường chỉ may, sắc nét. Khóa chúng ta cái khóa xiên có logo của FC đây. Khóa trận đánh bóng em nhé. Tại sao thì chiếc này chúng ta sẽ phần dây này là dây Crococap PT là dây da cá sấu này, size dây 22. Đây chúng ta size dây 22 và logo của FC. Tại sao hở máy giúp anh em quan sát được chuyển động máy bên trong. Thì chiếc đồ này của chúng ta thì sẽ là dòng sản phẩm sử dụng bộ máy là FC của chiếc đồng hồ này là máy FC303. Thì đây chúng ta sẽ có được là 26 chân kính, tần số động là 28/800, tích cót khoảng 40 giờ. Đây là bộ máy được bay trên dòng máy SVK200 anh em nhé. Và anh em thấy này, hoàn thiện phần máy bên trong rất là tốt đấy chứ. Bên ngoài chúng ta có mã máy này, kính sapphire này, switchmax này, đấy, Frederique Constant này, Moonphase này, date này, một chứng nước 6 ATM này. Đó, một chiếc đồng hồ mà anh em thì thấy là hoàn thiện rất đẹp, đáy máy làm rất tốt, sắc nét cực kỳ tuyệt vời, bắt mắt luôn. Ok, thì bộ máy chúng ta sẽ đầy đủ chức năng từ lên có tự động, lên có bằng tay, dừng kim dây, cái chỉnh giờ anh em mở ra chỉnh giờ, kim dây sẽ dừng lại giúp anh em chỉnh giờ, sát đường dây và cái chức năng open heart anh em nhìn cả mặt trước mặt sau. Đồng hồ lịch ngày chúng ta sẽ vặn góc 12 giờ biết giờ sáng tối anh em nhá, không nhảy thì đây đang giờ buổi chiều này, chiều tối này em để mức khoảng 8 giờ tối cho anh em. Đóng đúng lại, kim dây chạy bình thường. Chỉnh lịch ngày và lịch Moonphase anh em mở đúng ra một nấc, vặn ngược chiều kim đồng hồ. Ta chỉnh lịch Moonphase này anh em thấy không? Đấy, lịch Moonphase nó chạy này. Đấy, lịch ngày anh em sẽ vặn xuôi kim đồng hồ. Đấy. Sau chỉnh giờ lịch ngày cũng như lịch Moonphase xong anh em nhớ đóng đúng lại, kiểm tra cẩn thận tránh và đốm nước vào. Mức chống nước của chiếc đồng hồ này là 60 m, có động thương ngày anh em đi mưa, rửa tay, rửa xe rất thoải mái. Nếu anh em không mang hồ chúng ta đi bơi, tắm lạnh và tắm sông hơi. Về mức giá bán thì hiện tại bên em đã có sẵn một chiếc FC 335 này với mức giá bán của em nó chỉ là 31.500.000. Và nếu anh em thích chỗ này có thể đặt hàng với lại MW Watch qua số điện thoại để phía trên màn hình hoặc các thông tin liên hệ em để đầy đủ hết phía dưới phần mô tả của video. Khi anh em gọi điện hoặc tin em sẽ tư vấn kỹ hơn cho anh em về dòng sản phẩm này nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều theo dõi video này của MW Watch. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video đồng hồ tiếp theo.